Chiều 7 tháng 4, đội quản lý hành chính và trật tự xã hội công an thành phố Việt Trì đã phát hiện nhóm thanh niên tụ tập chơi game tại quán NET Anh Tuấn ở phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong máy chủ, đình chỉ hoạt động quán NET, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở là tạ Anh Tuấn.